Chàng thiếu niên này ngông cuồng đến mức nào? Chỉ vì bản thân quá mạnh mẽ, ở thời đại của mình đã vô địch thiên hạ. Cuối cùng vì quá nhàm chán, hắn và Trơ đã cùng nhau phong ấn mình vào trong thời không thiên sơn. Hy vọng trong tương lai khi hắn thức tỉnh sẽ xuất hiện những quái vật cạnh tranh như hắn, để con đường đại đạo không quá nhàm chán. Đây chính là huấn luyện đệ tử của cấm khu thời không. Phong Vân, có phải là lớn rồi không? Thần tử, cấm khu thời không chẳng phải chỉ có 9 đại đệ tử theo thứ tự sao? Từ khi nào lại xuất hiện thêm một thần tử nữa? Thần của cấm khu thời không chẳng lẽ là hắn? Sư tôn, ngươi có biết thần tử của cấm khu thời không này là ai không? Không sai, nếu ta không đoán nhầm thì người này chính là Không Vô Đạo, thần tử của cấm khu thời không. Hắn sinh ra trong thời đại phá diệt, sở hữu thiên phú tự chế vô địch, được xưng tụng là một vị từng là thiên kiêu áp đảo cả một thời đại, là ngọn núi thần khó vượt qua trong lòng vô số trí tôn trẻ tuổi thời đại phá diệt. Trong lòng những ngọn núi thần khó có thể vượt qua, nhưng cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, Không Vô Đạo bị cấm khu thời không phong ấn. Cuối cùng dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Lúc đó, không ngờ hắn lại thức tỉnh trong kỷ nguyên này. Chẳng lẽ dị tượng khủng bố bùng phát trước đó ở cấm khu thời không là do Không Vô Đạo xuất thế mà tạo thành sao? Thời đại phá diệt, thần tử Không Vô Đạo. Nghĩ đến thần tử của cấm khu này, có lẽ là do linh khí thời đại phá diệt trước đây quá mức loãng, khó mà có thành tựu. Vì vậy tự phong ấn mình, giờ đây chư thiên phục hồi, đại đạo tái hiện, linh khí pháp tắc sung mãn, liền từ trong bụi trần tỉnh giấc. Muốn vào lúc này chứng đạo thành đế. Loại kịch bản này, ta thật sự đã thấy quá nhiều rồi. Chính là hai người các ngươi muốn đến khiêu chiến việc huấn luyện đệ tử của cấm khu thời không ta sao? Không sai, hôm nay ta, Tô Thành Ca đến đây, chính là muốn đến cấm khu thời không các ngươi đòi một món nợ. Các ngươi còn nhớ Tô Huyên không? Vài chục năm trước, ca ca ta, Tô Huyên đến cấm khu thời không các ngươi khiêu chiến. Nhưng từ đó về sau, hắn liền hoàn toàn biến mất không dấu vết. Là người của cấm khu thời không các người đã giết Kakata, còn móc cả trí tôn cốt của hắn nữa. Tô Huyên là ai vậy? Ngươi có nghe nói qua không? Ai mà biết được chứ? Những năm gần đây, Chản Thiên Loạn Vực có không ít thiên kiêu chạy đến cấm khu thời không ta làm loạn. Dù sao cũng đều chết hết rồi. Nghĩ lại thì Tô Huyên kia cũng chỉ có vậy thôi. Đến cả tên ta còn chẳng nhớ được. Không phải là Lộ Tép Diêu thì là gì? Ngươi không bằng xem thử trong số những khúc xương này, có cái nào của Kakata ngươi không? 49, nhưng 49 khối trí tôn cốt. Xem ra người đã tìm thấy rồi, nhưng rất tiếc, đây là quà phụ thân tặng cho ta, không thể đưa cho ngươi được. Đương nhiên nếu ngươi thật sự muốn, có thể móc khối trí tôn cốt của mình ra, đổi lấy của ca ca ngươi, bản thân tử có thể cân nhắc. Ta muốn ngươi chết. Con kiến hôi hèn, dám ra tay với Vô Đạo thần tử. Hừ, thần tử đường đường của cấm khu thời không, chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân thôi sao? Bảo người phụ nữ trước mặt ra tay sao? Bất quá, hai con tép diêu còn con, mà cũng dám khiêu khích thần tử cấm khu thời không ta sao? Các ngươi xứng sao? Tìm chết, các ngươi là cái thá gì? Mà cũng dám ra tay với thần tử ta như vậy, ra tay với thần tử ta như vậy? Cần gì phải nói nhảm với hai tên tép diêu này chứ? Dám láo xược với thần tử đại nhân như vậy, giết chúng là được rồi. Haha, cấm khu thời không đường đường, chẳng lẽ chỉ biết ý đông hiếp yếu thôi sao? Trước khi đến cấm khu thời không, bọn ta đã dùng thủ đoạn đặc biệt ghi lại tất cả những gì xảy ra ở đây, lưu lại làm bằng chứng. Cấm khu thời không đường đường mà lại làm chuyện vô sỉ như vậy, nếu chuyển ra ngoài, em rằng sẽ trở thành trò cười cho cả chư thiên vạn vực. Khuyên các vị nên suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động. Ngươi nếu đã là thần tử của cấm khu thời không, chắc hẳn là thiên kiêu mạnh nhất đời này của cấm khu thời không rồi nhỉ? Nếu ngươi là nam nhi chân chính, thì đừng có trốn sau lưng người khác. Ta biết ngươi là thần tử của cấm khu thời không, thực lực bất phàm, nhưng tu vi của ta cao hơn ngươi 2 tiểu cảnh giới. Để công bằng, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. 5 chiêu, nếu ngươi có thể đỡ được 5 chiêu của ta mà không thua, vậy coi như ngươi thắng, thế nào? Tên kiến hôi chết tiệt này.
5 chiêu thì không cần. Quá nhiều rồi, một chiêu đi. Nếu ngươi có thể đỡ được một chiêu của bản thân tử, vậy coi như ngươi thắng. Hơn nữa bản thân tử còn sẽ đưa chí tôn cốt của ca người ngươi yêu mến cho ngươi. Đương nhiên, bản thân tử có thể ban thêm cho các ngươi một ân huệ. Các ngươi cứ việc cùng nhau ra tay, bản thân tử sẽ dùng sức mạnh của mình tiếp hết. Dù sao thì các ngươi thật sự rất yêu ớt.